Minh được Tử Vi hoan hỉ chào đón quý bác anh chị đã đến và quay trở lại với chuyên mục Tử Vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Lời đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý bác anh chị có được sức khỏe bình an, vận trình như cá chép hóa rồng, vượng vận quý nhân, nhiều vận may ập đến bất ngờ, có cơ hội trúng số, đổi đời đại gia, tiền bạc ùn ùn đổ về như thác lũ. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý cô bác, anh chị. Trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động, giới tiên tri tiết lộ sự thật cực chính xác về cuộc đời tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969, cát tinh cao chiếu, rũ sạch tai ương, đường đời thịnh vượng, về già cực giàu có. Nhiều lúc một mình khóc than, tiếc cho duyên kiếp gian nan sự đời, khổ đau chẳng nói nên lời, chôn vùi thầm kín kêu trời thấu trăng. Nhân quả phán xét công bằng, luật trời định số biết rằng khó qua, nhưng đời ai muốn xót xa, cầu mong an lạc đó là đương nhiên. Thưa quý cô bác Kỷ Dậu sinh năm 1969 thân mến, cuộc sống này vô cùng khó lường, nhiều Kỷ Dậu tự hỏi không biết tương lai của mình hung cát ra sao. Và khi đã qua cột mốc 56 năm cuộc đời, nhiều cô bác không khỏi lo lắng bất an, vì càng già càng lắm bệnh tật, lại thêm nhiều nỗi lo về con cháu tiền bạc, nhìn những người bạn ngày ngày gần gũi thân quen, dần rời xa cõi đời mà bần thần cô đơn, xót xa cõi lòng. Vì vậy, với mong muốn nắm bắt được vận mệnh, nhiều cô bác đã tìm đến tử vi tướng số, nhưng vẫn còn bán tín bán nghi. Chính vì vậy, các nhà tử vi huyền học đã dày công nghiên cứu các chòm sao cung mệnh, tìm hiểu số mệnh theo khoa học và đúc kết ra những lời nhắc mệnh vô cùng chính xác. Đặc biệt trong chương trình ngày hôm nay, tuổi Kỷ Dậu là con giáp được luận giải về đại vận may mắn nhất. Trong đời Kỷ Dậu trước đây gặp vô số khổ nạn khiến tuổi Kỷ Dậu hao tiền tốn của, bệnh tật đầy thân, chịu nhiều áp bức bất công. Nhưng từ 56 tuổi trở đi, chỉ cần biết ba điều này thì mọi khổ đau trong đời lập tức xoay chuyển thành phúc lộc, may mắn đến tới tấp, giàu có hưởng phúc ba đời, gia đạo sung túc, tinh thần hạnh phúc. Vậy vận trình tử vi chọn đời của người tuổi Kỷ Dậu về sự nghiệp, công danh, tiền bạc, sức khỏe và tình duyên gia đạo sẽ ra sao? Từ năm 56 tuổi, bản mệnh cần chuẩn bị điều gì để tránh họa hưởng phúc, đổi đời giàu có, hậu vận an nhàn sung sướng? Tất cả những câu hỏi đó sẽ được Minh Đường Tử Vi bật mí ngay sau đây. Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi lá số tử vi dưới đây và suy ngẫm nhé. Thưa quý cô bác Kỷ Dậu thân mến, bản mệnh đã đang đi qua 56 năm cuộc đời rồi. Đối với hầu hết mọi sự đều đã sáng tỏ thông suốt, đã xem nhẹ được rất nhiều chuyện, nghĩ thông suốt được rất nhiều đạo lý. Khi bước qua tuổi 56 và trải qua hơn nửa cuộc đời dài với nhiều khó khăn và vất vả, lúc này mọi thứ đối với Kỷ Dậu không còn quá quan trọng, mà điều bản mệnh quan tâm là sắp tới bản thân có khỏe mạnh và bình an hay không. Quả thực, thời gian không buông tha bất cứ ai, có thể biến ta từ tuổi trẻ mạnh mẽ sung sức trở thành ông lão, bà lão tóc bạc hoa râm, làn da đầy vết sạm nám. Cho dù Kỷ Dậu từng một thời oanh liệt hoặc đạm bạc thanh cao, dù ra sao tất cả đều đã qua đi, đoạn đường nhân sinh kế tiếp bạn đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Kỷ Dậu là một trong số ít các bản mệnh hiếm hoi được sở hữu một ý chí mạnh mẽ cùng nội lực kiên cường. Nó giúp cho tuổi này vượt qua được những giai đoạn thăng trầm biến cố trong cuộc sống. Thế nhưng, ngoảnh đi nhìn lại, hơn 50 năm cuộc đời, dù cho vất vả bao nhiêu, sau cùng đương sự thấy vẫn có rất nhiều việc không thể hoàn thành được. Kỷ Dậu cả một đời đều đang tần tiện tích góp dành dụm, sau cùng dù cho rẻ sẻn bao nhiêu tiền bạc vẫn không bao giờ thấy đủ. Kỷ Dậu cả một đời đều đang chịu đựng, nhường nhịn, sợ hãi, nhưng dù cho cẩn thận thế nào, mệnh chủ vẫn đắc tội với không ít người. Một đời Kỷ Dậu đều đang đọc, đang viết, đang cảm ngộ, nhưng dù có thông minh bao nhiêu phải đối diện với không ít lần thua thiệt. Kỷ Dậu cả một đời cố gắng, bao nhiêu cử chỉ, bao nhiêu hành động sau cùng vẫn không tránh khỏi những điều tiếc nuối. Từ tuổi 56 trở đi, đứng bên kia sườn dốc của cuộc đời mà nhìn, ôi đã hiểu được rằng thế giới thật rộng lớn và bản thân mình thật nhỏ bé, có những sự tình không cần phải xem nó nặng đến như vậy. Mệnh của Kỷ Dậu vốn đã rất khổ, rất mệt, không cần cứ mãi chỉ trích bản thân, bởi vận trình không phải lúc nào cũng như ý thuận buồm xuôi gió. Không cần phải cưỡng ép bản thân chống lại trời đất, đã cố gắng hết mình rồi, dù cho kết quả thế nào cũng đều được cả. Chuyện nơi thế gian không ai nắm chắc được vĩnh hằng. Lúc này Kỷ Dậu hiểu được rằng,
đời người thật quá ngắn ngủi, không cần thiết phải tính toán quá chi li. Những việc không hiểu được thế thì không cần phải hiểu. Có những người không phỏng đoán được thì không cần phải phỏng đoán. Có những lý lẽ không khai thông được thì không cần phải nghi ngờ. Thêm nữa, những việc không vui trước đây, hãy đem nó cất giữ ở một góc xó, nơi không có ai. Vậy nên Kỷ Dậu tự nhắc nhở bản thân mình, tôi có thể không được hoàn mỹ, nhưng nhất định phải chân thực. Tôi có thể không giàu có, nhưng nhất định phải vui vẻ. Từ năm 56 tuổi trở đi, Kỷ Dậu đã hiểu được rằng đừng làm khó bản thân, đừng bởi những người mình không thích mà đánh mất niềm vui, đừng bởi những người chỉ vụt thoáng qua trong sinh mệnh đó mà lưu luyến không thôi, cũng không cần phiền não. Với từng áng mây thẳng qua, Kỷ Dậu hãy sống vì bản thân, dù cuộc sống cho ta điều gì đều thản nhiên vui vẻ đón nhận, đây mới là thái độ sống tốt nhất. Đừng làm khó bản thân, cũng đừng bắt chước người khác, hãy là chính bản thân mình, làm tốt con đường mình đã chọn, làm tốt những việc trong bổn phận của mình, sống cuộc sống mà mình mong muốn. Trước tiên, chúng ta hãy cùng đi tìm hiểu tính cách và tài năng làm nên vận mệnh của người tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969. Người tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969, bản mệnh đại trạch thổ, có nghĩa là đất nền nhà, do can kỷ là âm thổ và địa chi dậu âm kim kết hợp, nạp âm thuộc hành thổ. 1. Thiên can kỷ là gì? Thiên can kỷ là can đứng thứ 6 trong 10 thiên can, dưới tác động của ánh nắng mặt trời. Thiên can này gắn liền với chu kỳ sinh trưởng của mọi vật, nên tính cách của tuổi Kỷ cũng khá đa dạng. Họ là người có nội tâm được hàm dưỡng tốt, tính cách không nóng vội, luôn chịu đựng và nhẫn nại. Các biểu hiện vui, buồn, yêu, ghét, hờn giận, ít khi để người khác nhìn thấy. Trong công việc, họ luôn biết cách cư xử thông minh, linh hoạt và biến hóa cẩn thận. Tuy nhiên, do thiên can mang tính âm, nên người can Kỷ thường rất đa nghi, đôi khi quá cẩn thận mà đánh mất cơ hội, khó lên vị trí cao nhất. Họ là người đa tài đa nghệ, dễ thích nghi với các môi trường mới mẻ. Nếu tìm được công việc phù hợp với mình thì phát triển nhanh chóng, nhận được sự yêu mến của mọi người. Trong công việc, họ là người cẩn thận và tỉ mỉ. Tuy thuộc hành thổ, nhưng họ có những cách giải quyết công việc khá linh động, giỏi biến hóa. Vì thế thường không hay bỡ ngỡ khi xử lý những điều mới mẻ. Tuy nhiên, tính cách của người thiên can Kỷ thường cẩn thận và quá cầu toàn, thường không hay bằng lòng với chính bản thân mình, nên thường có những suy nghĩ tiêu cực, khiến cuộc sống trở nên căng thẳng không cần thiết. Nếu suy nghĩ quá nhiều hoặc thường xuyên thức đêm sẽ gây tổn hại cho sức khỏe. Xem tính cách người thiên can Kỷ, phụ nữ thuộc thiên can này thường hay nghĩ nhiều, hay so đo tính toán, nên dễ bỏ qua những người thực sự tốt với mình, mà chỉ coi trọng vẻ bề ngoài. Nếu không biết bằng lòng với thực tại, thì thường đứng núi này trông núi nọ, tình cảm khó viên mãn. Đàn ông thiên can Kỷ thường có tính kín đáo, trầm lặng, nhưng không hay bộc lộ cảm xúc của mình. Bạn là người có tham vọng nhưng hay thay đổi cần xác định mục tiêu chắc chắn cho mình. Còn về mặt lý thuyết, thì thiên can Kỷ đại diện cho khôn thổ và ly hỏa. Người có thiên can Kỷ mà khôn thổ thì thường gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Bản mệnh là người ôn hòa, tốt bụng, tham vọng nhưng đôi lúc thiếu quyết đoán. Do đó bạn khó đạt được những vị trí cấp cao. Để thành công hơn, bạn phải đi làm ăn xa, thường xuyên thay đổi vị trí công tác thì mới phát triển. Vận mệnh cần chú ý trong lựa chọn bạn bè. May mắn gặp bạn bè tốt thì dễ phát triển sự nghiệp. Nếu gặp phải bạn bè xấu thì chịu nhiều thua thiệt. Với người thiên can Kỷ, thiên về ly hỏa, là người rất thông minh, khôn khéo trong xử lý mọi việc. Bản chất của người này rất thương người, tuy nhiên khá ngây thơ, phân biệt người tốt xấu, nên rơi vào tình trạng làm phúc phải tội. Ngoài ra, họ rất đề cao chữ tín, có tài ăn nói, nên thích hợp với các công việc như diễn giả, MC. Trong sự nghiệp, họ luôn ôm đồm quá nhiều công việc mà quên mất bản thân và gia đình, nên dễ gây ảnh hưởng đến sức khỏe. 2. Địa chi Dậu là gì? Tính cách người có địa chi là Dậu ra sao? Vốn là vấn đề thắc mắc của rất nhiều người. Những người tuổi này hầu hết có tính cách mạnh mẽ, cần mẫn, năng động, nhiệt tình và rất thân thiện. Do đó, phần lớn những người tuổi Dậu đều có rất nhiều bạn bè, sự nghiệp vững chắc và được giúp đỡ trong công việc lẫn cuộc sống. Tính cách người tuổi Dậu hội tụ đầy đủ những yếu tố cần thiết để vươn lên đỉnh cao, là người có uy quyền, sức ảnh hưởng mạnh. Không kể về ngoại hình, mọi điều họ làm, những lời họ nói đã tạo nên một sức mạnh khó ai có được và được mọi người hưởng ứng mạnh mẽ. Hơn nữa, chăm làm, chăm học cũng chính là tính cách đặc trưng nổi bật của người tuổi Dậu. Các tuổi Dậu thường rất thực tế, có tầm nhìn xa, nên dễ gặt hái được nhiều thành công. Về mặt hình thức, người tuổi Dậu thường có ngoại hình đẹp, dáng vẻ oai phong và không bao giờ luộm thuộm. Họ khá hấp dẫn, nhất là nam giới, có mối quan tâm rất lớn tới hình thức. Con giáp này có thể đứng trước gương hàng giờ và không ngại ngần vung tiền mua sắm quần áo. Cũng giống như những chú gà trống, thích khoe bộ lông đẹp đẽ, tuổi Dậu thích thể hiện mình và khá tự hào về bản thân. Họ thích được tâng bốc và chú ý, cũng dễ lấy được thiện cảm từ đối phương.
nên đường tình duyên của những người tuổi Dậu đa số gặp được nhiều may mắn thuận lợi. Họ sớm xây dựng cuộc sống gia đình với người bạn đời tâm đầu ý hợp. Những người này khéo léo trong cách tạo dựng các mối quan hệ với người khác, bởi vậy họ được mọi người xung quanh yêu quý. Trong công việc, tuổi Dậu mệnh thổ hết mình bùng cháy đam mê, không bao giờ chán nản mệt mỏi. Mỗi khi gặp khó khăn, họ đều tự mình giải quyết, không dựa dẫm vào bất kỳ ai. Những người tuổi này thích hợp với những công việc đòi hỏi sự cẩn thận tỉ mỉ. Trong cuộc sống, tuổi Dậu nổi tiếng là những người sống rất thẳng thắn và kiên định, có lập trường riêng. Bởi vậy mà tuổi Dậu được nhiều người ngưỡng mộ kính nể. Người tuổi Kỷ Dậu làm việc rất chăm chỉ, cẩn thận, chu toàn. Họ có thể đảm nhiệm nhiều vai trò vị trí khác nhau và luôn hoàn thành công việc một cách xuất sắc. Tuổi Dậu thường là những người có tầm quan trọng, ảnh hưởng lớn đối với đám đông cộng đồng. Mọi lời nói hành động của họ đều được người khác tán thưởng, hưởng ứng. Tính cách của con giáp này thích động, chứ không thích tĩnh. Họ thích đi chơi đến những chỗ náo nhiệt và làm quen với những người bạn mới. Họ biết cách đối nhân xử thế, biết cách để lấy được lòng tin của đối phương, mở rộng mối quan hệ của mình, làm lợi cho công việc cũng như cuộc sống sau này. Trong mắt mọi người, đây là con giáp phóng khoáng, nhưng rất trầm ổn, có quyết tâm, có lòng kiên trì. Khi khó khăn ập tới biết cách xử lý vấn đề từng chút một, chú ý đến từng chi tiết, dùng chi tiết để áp đảo toàn cục, nhờ thế mà luôn dễ dàng giành được thành công. Cuộc đời tuổi Dậu tuy không được người thân giúp đỡ nhiều, nhưng thường tạo được nhiều mối quan hệ thân thiết, được bạn bè giúp đỡ nhiều. Hơn nữa nhờ bản tính chân thực, tốt bụng mà cuộc đời này của họ luôn được quý nhân ở bên, nên chẳng điều gì có thể cản được bước chân họ, dễ dàng giành được vị trí cao như mong muốn. Tuy nhiên, thành công có rồi, cũng nên khiêm tốn, bởi số của bản mệnh dễ trở thành mục tiêu ngắm bắn của kẻ tiểu nhân. Điều tệ nhất là ngủ quên trên chiến thắng mà không hề hay biết. Trong khoảng thời gian mình nghỉ ngơi, thì những người khác đã vượt qua từ rất lâu rồi. Tuổi này nên luôn tự nhắc bản thân, để không phạm phải sai lầm đó. Vận tài lộc của người tuổi Dậu chẳng tầm thường chút nào. Cuộc đời người này sống trong nhung lụa, tài lộc phần nhiều do chính tay bạn tạo ra. Một điểm nổi bật của con giáp này là rất biết cách giữ tiền. Có tiền trong tay là tuổi Dậu sẽ nghĩ cách để tiền bạc càng ngày càng sinh sôi nảy nở, càng ngày càng giàu có sung túc hơn người. Tổng quan vận mệnh tử vi chọn đời người tuổi Kỷ Dậu, sinh năm 1969. Xem tử vi chọn đời tuổi Kỷ Dậu có số an bình, cuộc đời no đủ, về sau giàu sang phú quý. Khi không gặp được vận thì họ vẫn đủ ăn đủ mặc khỏi lo đói rách. Người này được hư không tạng Bồ Tát ban trí tuệ, nên thông minh lanh lợi. Họ cứng cỏi, nhưng không khiêm tốn lắm. Vì thế cuộc đời của tuổi Kỷ Dậu tuy chuyển biến khó lường, nhưng cuối cùng vẫn được công thành danh toại. Tuy nhiên, tâm trí người tuổi này luôn bận bịu, lo tính đủ đường, may là có tài năng mưu lược, tự lực cánh sinh không nhờ vả được cha mẹ, nhưng cuối cùng vẫn xử lý được vấn đề êm thấm, vận thế ngày một đi lên. Đàn ông tuổi Kỷ Dậu rất tinh nhanh, năng nổ và có khả năng giao tiếp tốt. Họ thường được người khác xem trọng, có quý nhân giúp đỡ, tham vọng người trí lớn. Đàn ông tuổi Kỷ Dậu túc trí đa mưu, tiền đồ sáng lạn. Tuy nhiên, tính tình thất thường hay bỏ cuộc vì cái lợi nhỏ trước mắt mà mất cái lợi to sau này. Bù lại, người này tâm tính nhân hậu, khoan dung, trí nhớ tốt, khẩu vị tốt, giỏi đàm phán và tự tin thể hiện mình, thuở nhỏ được sống trong gia đình hạnh phúc, cuộc sống khá may mắn. Về trung vận, con đường sự nghiệp có hơi lao đao, nhưng càng về sau thì càng thuận lợi. Về tình duyên, họ có thể gặp các vấn đề rắc rối, nhưng không quá đáng kể. Phụ nữ tuổi Kỷ Dậu là những quý cô, quý bà tin cậy, nhưng có phần tọc mạch, thích ăn diện, thích cạnh tranh và thiếu tự chủ. Vào tiền vận và trung vận, nữ giới tuổi này phải trải qua nhiều vất vả. Đến hậu vận thì đều tốt lành, hôn nhân của bản mệnh gặp nhiều trắc trở. Người nữ nên chú ý đến hôn nhân bao dung cho nhau thì về già được hưởng sung sướng. Phụ nữ tuổi Kỷ Dậu nên đeo ngọc bội hình Phật độ mệnh, làm từ ngọc hòa điền. Vật này sẽ giúp cầu cát tị hung, một đời bình an. Phật độ mệnh của tuổi Kỷ Dậu là Vô Động Tôn Bồ Tát. Nếu tuổi Dậu mang theo người những vật tượng trưng của Phật hoặc dốc lòng thờ cúng, sẽ được Vô Động Tôn Bồ Tát che chở bảo vệ. Ngài sẽ dẫn đường chỉ lối vượt qua gian nan thử thách, hóa giải kiếp nạn, nhận được nhiều may mắn, cả đời an lành. Xem tử vi chọn đời tuổi Kỷ Dậu về mặt tài lộc. Người cầm tinh con gà là người có hoài bão lý tưởng cao đẹp, số phận có tiền đồ sáng lạn rộng mở. Mỗi khi gặp khó khăn khắc có cơ hội cứu cánh xuất hiện, thoát khỏi tình huống nguy hiểm. Họ có chí tiến thủ, muốn dựa vào sức mình lập nghiệp, chứ không chỉ dựa vào nguồn thu nhập ổn định mà sống qua ngày. Xét về lâu dài, tuổi Kỷ Dậu có vận số tài lộc tốt, có của cải để dành, đất đai cũng có nhiều. Tuy nhiên, cần chú ý cẩn thận trong việc kiểm soát tài chính, chứng khoán. Lúc hưng lúc thịnh cũng không nên đầu tư toàn lực, cần phải tích lũy một khoản và dành một phần tại đầu tư. Và khi muốn tham gia vào lĩnh vực nào cũng cần phải tìm hiểu kỹ càng, cân nhắc lợi hại mới đưa ra quyết định.
Nếu bản mệnh kiên trì tận dụng những cơ may và tích lũy tiền kiếm được, thì về cuối đời sẽ có khối tài sản khổng lồ, được an dưỡng tuổi già bình yên. Xem tử vi chọn đời cho thấy, tuổi Kỷ Dậu bước sang năm 2024, có vận trình hanh thông khi được nhiều cát tinh chiếu mệnh, công việc làm ăn ngày càng thuận lợi, tiền bạc gia tăng không ngừng, trải qua những khoảng thời gian khó khăn, tài vận lên xuống thất thoát tứ phía. Nhưng từ năm Giáp Thìn này sẽ tốt dần lên, dù bản mệnh có đang làm bất kỳ ngành nghề hay đầu tư vào lĩnh vực nào trong giai đoạn này, thì khả năng sinh lời đều tương đối cao, có lỗ cũng có người cùng chịu. Vì vậy, đây cũng là thời điểm thuận lợi để bắt đầu mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh. Trong năm 2024 này, Kỷ Dậu đang có nhiều cơ hội kiếm tiền, kinh doanh buôn bán được lộc trời ban, hứa hẹn doanh thu bất ngờ đáng để chờ đợi. Chính tài và thứ tài đều có thu hoạch nhất định, có khả năng các đề nghị tăng lương hay mức thưởng hoa hồng của bạn sẽ được chấp thuận. Hơn nữa, bản mệnh khá khéo léo trong các mối quan hệ xã giao. Đây chính là thời điểm để bạn tận dụng triệt để những mối quan hệ tốt đã tạo lập trước đó, rất có lợi cho việc kinh doanh. Đầu tư trong năm, nhất là từ tháng tư âm trở đi, hùn vốn đầu tư trong giai đoạn này hoàn toàn hợp lý. Khi cát khí từ cục diện bán hợp đang lan tràn, nếu đang có sẵn nguồn vốn rủng rỉnh, bản mệnh có thể thử sức, có điều làm gì cũng cần bình tĩnh và thận trọng, bởi bạch hổ hung tinh có thể mang đến điểm xui xẻo phá tài bất cứ lúc nào. Dù có ham kiếm tiền đến đâu, Kỷ Dậu vẫn cần đề cao cảnh giác với những mối hợp tác hoặc đầu tư mờ ám, đừng bất chấp pháp luật mà làm liều, kẻo vi phạm pháp luật, vướng họa lao ngục. Chỉ cần lưu ý trong đầu tư biết đúng điểm dừng, tránh tham thì thâm là được. Nhất là quý mệnh chủ tuổi này, thường rất sĩ diện và mưu cầu danh lợi, khoe khoang dẫn đến tiền bạc đầy túi, nhưng khó lòng mà giữ được. Nếu Kỷ Dậu không biết cân đối chi tiêu hợp lý, thì dù bạn kiếm được bao nhiêu tiền vào thời điểm này, cuối cùng cũng sẽ bị tiêu hao đấy. Tử vi chọn đời tuổi Kỷ Dậu về mặt sự nghiệp. Tuổi Kỷ Dậu là những người nhìn xa trông rộng và có sức sáng tạo. Họ nhanh nhạy hơn người, làm việc gì cũng có kế hoạch và nhiều ý tưởng thú vị, đồng thời cũng có khả năng hoàn thành mọi việc một cách xuất sắc và tư duy thấu đáo. Chính vì vậy, họ rất chán ghét những công việc đơn điệu, lặp đi lặp lại không có thử thách. Nếu cảm thấy công việc nhàm chán và quá ổn định, tuổi Kỷ Dậu thường rơi vào tình trạng bức bối. Họ tìm cách lối thoát qua việc từ chức, hoặc tự mình lao vào những cuộc cạnh tranh thách thức để chứng tỏ bản thân. Họ mong muốn có thể dựa vào sức lực của chính mình làm nên đại nghiệp. Người tuổi Kỷ Dậu đặt nhiều kỳ vọng vào con đường sự nghiệp của bản thân, nhưng cũng có lúc sẽ vì kỳ vọng quá lớn mà thất vọng, dẫn đến thất bại. Người tuổi Kỷ Dậu thường có khuynh hướng làm nghề tự do, nhưng họ cũng thích làm việc lớn cho xã tắc. Nhiều người tuổi ấu thơ, thiếu niên, thanh niên rất hàn vi khổ cực, song chủ yếu càng về sau càng phát đạt. Trong công việc, tuổi Kỷ Dậu hết mình bùng cháy đam mê, không bao giờ chán nản mệt mỏi. Mỗi khi gặp khó khăn họ đều tự mình giải quyết, không dựa dẫm vào bất kỳ ai. Những người tuổi này thích hợp những công việc đòi hỏi sự cẩn thận, tỉ mỉ. Người tuổi Kỷ Dậu nếu khắc phục được những nhược điểm thì sẽ đạt được nhiều thành tựu nổi bật trong cuộc đời, sớm thành công viên mãn. Như là cần tránh tâm lý thích hư vinh, phải chú ý thực tiễn khi đề ra kế hoạch, gặp sai lầm, khuyết điểm thì phải đối mặt xử lý chứ không nên trốn tránh bỏ mặc, gạt bỏ tính ích kỷ. Trong mọi hoàn cảnh, khi giải quyết công việc, phải biết lắng nghe ý kiến của người khác. Trong mọi trường hợp, phải đề phòng người khác giới dụ dỗ kẻo dẫn tới phá tan sự nghiệp. Nhìn chung, tuổi Kỷ Dậu có vận trình sự nghiệp khá thăng trầm. Thời trẻ tuổi họ có tính cách hấp tấp và bốc đồng, nên thường gặp vài trắc trở trong sự nghiệp. Đến độ tuổi 40, họ mới rút ra được những bài học và kinh nghiệm quý giá. Và đây cũng là thời điểm chín muồi để những người này tạo nên tiếng vang lớn trong lĩnh vực đang hoạt động, khẳng định vị thế bản thân mình. Và vận trình từ năm 56 tuổi trở đi của Kỷ Dậu cũng được dự báo khá nhẹ nhàng, ổn định. Trong năm 2024 Giáp Thìn này, Kỷ Dậu sẽ bứt phá và đạt được những thành tựu nhất định. Sao tử vi tuổi Kỷ Dậu cũng cho thấy họ có nhiều cơ hội, ngoài ra có thể nhận được sự giúp đỡ cả về mối quan hệ và các nguồn động lực. Đồng thời bạn sẽ gặp được những giúp đỡ của quý nhân để hóa giải các trở ngại. Nhưng trong Kỷ Dậu vẫn nên có những nhận định của riêng mình, không nên dựa dẫm mọi việc vào người khác. Theo dõi tử vi tuổi Kỷ Dậu nhận thấy, vận trình sự nghiệp của con giáp này đang tiến triển khá tốt, bản mệnh được quý nhân tam hợp che chở và nâng đỡ, hứa hẹn nhiều điểm sáng mới rất đáng mong đợi. Cát thần này hỗ trợ cho những chú gà khá tốt trong việc mở rộng các mối quan hệ xã giao nơi công sở. Bạn vừa được cấp trên hậu thuẫn, lại có cấp dưới đồng lòng, đồng nghiệp nhiệt tình ủng hộ, mọi việc tiến triển theo đúng kế hoạch. Có thể nói, thời điểm này thấy rõ dấu hiệu thăng tiến trong sự nghiệp của Kỷ Dậu. Bằng nỗ lực và sự phấn đấu không ngừng nghỉ, cộng thêm chút hài hòa về vận thế, bản mệnh đang gặt hái những thành quả hết sức xứng đáng. Đây cũng là giai đoạn thuận lợi để con giáp này mạnh dạn tiến hành các kế hoạch, dự định lớn lao đã ấp ủ từ lâu. Đừng quá lo lắng, hãy cứ tự tin vào năng lực của mình, cố hết khả năng rồi bạn sẽ đạt được những thành tích đáng tự hào bằng chính đôi bàn tay mình.
lại thêm sự xuất hiện của thiên ấn, công việc tiến triển tốt theo đúng kế hoạch đảm bảo tiến độ. Ngoài ra, bản mệnh còn dễ hợp tác thành công, ký kết không ít hợp đồng béo bở, đem lại lợi nhuận không nhỏ cho công ty và cả bản thân. Tuy nhiên, thầy tử vi có điều nhắc nhở rằng mệnh chủ vẫn cần lưu ý, thành công nhưng đừng vội đắc ý, kẻo hút vận tiểu nhân quấy phá, lợi bất cập hại, thắng không kiêu, bại không nản, đó mới là thái độ đúng đắn của người tài giỏi. Về phương diện làm ăn, tuổi Dậu nên kết hợp cùng với tuổi Sửu và tuổi Tỵ, tam hợp quý nhân sẽ mang lại may mắn tiền tài, phúc lộc. Vì vậy, tuổi Dậu nên hợp tác giao hảo với người tuổi Sửu và tuổi Tỵ để tăng hiệu quả trong việc làm ăn và nhận được nhiều may mắn trong cuộc sống. Tử vi chọn đời tuổi Kỷ Dậu về phương diện tình duyên gia đạo. Về phương diện tình cảm, đàn ông tuổi Kỷ Dậu là người thích sự tự do bình đẳng. Họ tin rằng trong tình yêu hai người nên tôn trọng lẫn nhau, tránh giải quyết vấn đề bằng cách tranh cãi. Thông thường, nam giới sinh năm Dậu hay thích những phụ nữ ưa hoạt động bởi vì họ thích thể hiện bản thân, muốn người khác biết được tài năng và trí tuệ của mình. Vì thế họ thường nhận được sự coi trọng của nữ giới. Tuy thích thể hiện bản thân, nhưng họ sẽ không quá đà hoặc làm những chuyện nổi loạn bởi lòng tự trọng khống chế rất mạnh ý thức của họ. Người đàn ông tuổi Kỷ Dậu rất yêu gia đình nhỏ của mình. Họ thường giúp vợ làm việc nhà để tạo nên bầu không khí hòa thuận ấm êm. Nhiệm vụ chính mà họ đặt ra và phấn đấu là xây dựng một sự nghiệp vững chắc và chăm lo tốt cho gia đình. Phụ nữ tuổi Kỷ Dậu lại là người dũng cảm, hướng ngoại. Họ sẵn sàng đóng vai trò chủ động trong chuyện tình cảm và cùng lúc cũng có những mặt rất dịu dàng quyến rũ. Ngoài ra, các quý cô tuổi Kỷ Dậu không thích bị bó buộc trong tình ái và luôn hướng về gia đình. Sau khi kết hôn, nữ Kỷ Dậu luôn mong muốn có được cuộc sống hạnh phúc và luôn muốn chăm sóc vun đắp cho ngôi nhà bé nhỏ của mình. Với họ, gia đình có yên vui đầm ấm thì sự nghiệp mới có nền tảng để phát triển. Người vợ tuổi Dậu thường biết cách quan tâm, chăm sóc cho mái ấm của mình. Trong hôn nhân, cuộc sống gia đình của tuổi Kỷ Dậu, sinh năm 1969, nam mạng khá viên mãn, vợ chồng hòa thuận, con cái vâng lời. Bên cạnh đó, cô bác tuổi Kỷ Dậu nên giữ thái độ dĩ hòa vi quý với các anh em họ hàng để có nhiều mối quan hệ tốt đẹp với người thân. Trong quãng đường đời sẽ có lúc khó khăn, được anh em giúp đỡ tận tình hoặc sẽ được hỗ trợ phát triển sự nghiệp. Trong tử vi, Dậu và Thìn tạo nên một góc lục hợp, do đó Thìn được gọi là lục hợp quý nhân của Dậu. Tuổi Dậu nên tìm đối tượng kết hôn cầm tinh con rồng để xây dựng hôn nhân bền vững tốt đẹp. Ngoài ra, người tuổi Dậu còn hợp với người tuổi Sửu và tuổi Tỵ. Ba cung hoàng đạo này tạo thành một góc tam hợp. Đây cũng là những con giáp thích hợp để kết hôn của người tuổi Dậu. Tử vi chọn đời tuổi Kỷ Dậu về mặt sức khỏe. Trong ngũ hành, tuổi Dậu thuộc hành kim, đặc trưng của kim là khô giáo dương khí mạnh, khí khô lưu thông qua phổi. Vì vậy, người hành kim thường mắc các bệnh liên quan đến phổi và khí quản, đặc biệt là các loại bệnh có đặc tính khô, nóng. Để phòng bệnh dưỡng thân, tuổi Dậu hãy chú ý ăn uống, nên ăn nhiều thực phẩm có tính âm, đồng thời học cách điều hòa tâm tính, đừng lo lắng quá nhiều, giữ đầu óc cởi mở và linh hoạt. Trong cuộc sống, cô bác cũng nên khoan dung độ lượng, đừng quá khắt khe với con cái và những người xung quanh, nên học cách bỏ qua và nhìn thoáng hơn để cuộc sống nhẹ nhàng, dễ chịu quý vị nhé. Ngoài ra, Phật độ mệnh của tuổi Dậu là Vô Động Tôn Bồ Tát. Nếu con giáp này mang theo người những vật tượng trưng của Phật hoặc dốc lòng thờ cúng, sẽ được Vô Động Tôn Bồ Tát phù hộ, độ trì, vượt qua những nạn bệnh tật đau ốm. Thêm vào đó, tuổi Dậu có thể chọn những vật trang trí nhà cửa có hình dạng quả hồ lô. Từ xa xưa, hồ lô đã có ý nghĩa là vật cắt lành, trừ tà xua đuổi bệnh tật, có thể giúp cầu sức khỏe tốt, đồng thời đem lại nhiều may mắn. Tiếp theo là vận mệnh của tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969, theo tháng sinh âm lịch. Vận mệnh của tuổi Kỷ Dậu sinh tháng 1 âm lịch. Những người tuổi Kỷ Dậu sinh vào tháng 1, khỏe mạnh và có thể sống một cuộc sống sung túc và lâu dài. Họ nhận được ít di sản từ tổ tiên và ít sự giúp đỡ từ người khác. Vì vậy, chỉ có thể dựa vào chính họ. Mối quan hệ với họ hàng, đối tác và con cháu rất tốt. Vì vậy, đời sống tinh thần của họ rất phong phú, mặc dù họ không có một sự nghiệp lớn. Vận mệnh của tuổi Kỷ Dậu sinh tháng 2 âm lịch. Sinh vào tháng 2 năm Kỷ Dậu, con người thông minh xuất sắc và hiểu biết. Tuy nhiên họ có thể không có cơ hội sử dụng kiến thức của mình cho đến tuổi trung niên. Họ cũng có bản tính cô đơn tự hào vì không được bình thường và không muốn sống hòa hợp với sự tầm thường. Vận mệnh của tuổi Kỷ Dậu sinh tháng 3 âm lịch. Thông minh và linh hoạt, người tuổi Kỷ Dậu sinh vào tháng 3 có thể theo sát những thay đổi và phát triển của xã hội. Ngoài ra với sự giúp đỡ từ người thân và bạn bè, sự nghiệp của họ phát triển thuận lợi và họ có thể sống một cuộc sống sung túc. Họ thích học tập và có cơ hội trở thành một sĩ quan chính phủ.
vận mệnh của tuổi Kỷ Dậu sinh tháng 4 âm lịch. Họ lạc quan và thông minh, họ có khả năng tự kiểm soát trong kinh doanh và có thể làm mọi việc từng bước một. Vì vậy, có một cơ hội tuyệt vời để họ xây dựng sự nghiệp và đạt được thành công từ không có gì. Vận mệnh của tuổi Kỷ Dậu sinh tháng 5 âm lịch. Sinh vào tháng 5 với cung hoàng đạo tuổi Kỷ Dậu, họ có thể có một gia đình hạnh phúc lớn, sự nghiệp của họ có thể thành công trong nửa đầu đời, nhưng có thể thất bại ngay sau đó. Sự nghiệp của một nửa cuộc sống sau này ổn định, với sự giúp đỡ từ người thân và bạn bè, nhưng có thể không phát triển nhiều. Nhìn chung, họ có thể sống một cuộc sống phong phú. Vận mệnh của tuổi Kỷ Dậu sinh tháng 6 âm lịch. Họ có thể sống một cuộc sống bận rộn, trong sự nghiệp họ có thể gặp rất nhiều khó khăn. Điều này có thể mang lại những thiệt hại cả về thể chất và tinh thần cho người tuổi Kỷ Dậu. Tuy nhiên, nếu họ có sự kiên trì và không bao giờ bỏ cuộc, họ có thể tạo ra một doanh nghiệp lớn. Vận mệnh của tuổi Kỷ Dậu sinh tháng 7 âm lịch. Sinh vào tháng 7 năm Kỷ Dậu, mọi người có thể sống một cuộc sống may mắn sung túc, hạnh phúc và bình yên. Họ thừa hưởng nhiều từ tổ tiên, vì vậy, ngay cả khi họ không làm việc chăm chỉ, họ vẫn có thể sống một cuộc sống tự do, nhưng họ lại là loại người của sự nghiệp. Với sự giúp đỡ từ người thân, sự nghiệp của họ phát triển thuận lợi và có thể thành công. Vận mệnh của tuổi Kỷ Dậu sinh tháng 8 âm lịch. Nhóm người này nhận được rất ít từ tổ tiên, nhưng họ có tham vọng, thông minh, hiểu biết, chăm chỉ và có thể nhận được sự giúp đỡ từ người khác. Vì vậy, sự nghiệp của họ có thể phát triển thuận lợi và nhanh chóng. Nhìn chung, cuộc sống của họ là vinh quang và giàu có, mà không có thảm họa lớn. Vận mệnh của tuổi Kỷ Dậu sinh tháng 9 âm lịch. Sự may mắn giàu có của họ là siêu tốt và không có thảm họa lớn trong cuộc sống của họ. Vì vậy họ có thể sống một cuộc sống hạnh phúc và vô tư và có cơ hội để họ trở thành tỷ phú may mắn. Tổ tiên còn lại rất ít, nhưng họ có thể nhận được sự giúp đỡ từ những người khác và phát triển sự nghiệp của họ một cách suôn sẻ. Tuy nhiên, họ có một tính cách cứng rắn và tính khí thất thường và có thể nghĩ quá nhiều về bản thân họ, thay đổi trong trường hợp bị người khác ghét. Vận mệnh của tuổi Kỷ Dậu sinh tháng 10 âm lịch. Cuộc sống cho những người sinh vào tháng 10 năm Kỷ Dậu có thể đơn giản, họ không có mục tiêu lớn trong cuộc sống và cũng không thích học tập, chỉ để lại mọi thứ cho lòng thương xót của Chúa. Trong cuộc đời của họ, họ có thể không kiếm được tiền lớn, nhưng với sự giúp đỡ từ anh chị em, họ có thể sống một cuộc sống vô tư, họ thường khỏe mạnh và không bị bệnh nặng. Vận mệnh của tuổi Kỷ Dậu sinh tháng 11 âm lịch. Họ thông minh, tài năng và tham vọng, tuy nhiên, họ không thể nhận được sự giúp đỡ từ tổ tiên và những người khác, mà chỉ dựa vào bản thân để kiếm sống. Điều này có thể khiến họ cảm thấy cô đơn và chán nản. Tuy nhiên, nếu ngày sinh và giờ sinh là tốt, số phận của họ có thể khác nhau. Vận mệnh của tuổi Kỷ Dậu sinh tháng 12 âm lịch. Sinh vào tháng cuối cùng của năm Kỷ Dậu, mọi người có thể bận rộn chạy quanh để kiếm tiền hoặc danh tiếng. Tuy nhiên họ không biết cách tận hưởng sau khi kiếm được nhiều tiền. Họ thông minh và tài năng, nhưng có thể nhận được ít sự giúp đỡ và hỗ trợ từ cha mẹ và người thân. Vì vậy, có thể gặp nhiều trở ngại và khó khăn khi thiết lập sự nghiệp. Quý vị thân mến, trên con đường nhân sinh, ai ai cũng đều không biết trước mình sẽ gặp phải khó khăn trắc trở hay thất bại gì. Cũng có những việc khi đã đi gần hết trông gai rồi, lại bởi vì một chút khó khăn cuối cùng mà sụp đổ từ bỏ. Thực sự là vô cùng đáng tiếc. Khi gặp những trắc trở trên đường đời, hãy suy ngẫm 4 điều dưới đây. Nội tâm của chúng ta nhất định sẽ thông suốt hơn, phúc vận tự nhiên sẽ đến. 1. Nhấc lên được sẽ buông xuống được. Đời người có 4 nỗi khổ. 1. Là nhìn không thấu, không thấy được sự yên vui gắn bó trong xã hội bon chen đấu đá. 2. Là xả không được, không xả được chuyện vui đã qua. Hay nói cái khác đó là không quên đi được những phút giây huy hoàng trong quá khứ. 3. Là bước không qua, không vượt qua được những nỗi buồn trong tình cảm của quá khứ, đắm chìm trong cảm xúc đau buồn của ngày hôm qua. 4. Là buông không được. Có câu nói rằng, đời người như một bản tình ca, có lúc trầm, lúc bổng. Làm người thì cầm phải nhấc lên được, thì cũng buông xuống được, nhưng có nhiều người nhấc lên được, nhưng mãi chẳng thể buông, buông không được những việc những người đã qua trong quá khứ. 2. Học cách tĩnh tâm hưởng thụ cuộc sống. Trong tác phẩm Tiểu Song U Ký có viết, niềm vui sướng lớn nhất của cả đời người, không gì lớn hơn là được đọc một cuốn sách tốt, kết giao được với người lương thiện, sống chất phác không màng danh lợi, phúc vận tốt nhất của cả đời người. Không gì lớn hơn là được ngồi trong vườn bình hòa tĩnh lặng mà thường trà, dâng hương an hưởng phúc. Trang Tử cũng từng viết trong Đạt Sinh rằng, người thực sự hiểu được ý nghĩa của đời người, sẽ không lãng phí thời gian quý giá của cuộc đời này, sẽ không đi theo đuổi những thứ không có giá trị đối với sinh mệnh. Con người dành cả đời để truy cầu những điều không có giá trị, đối với sinh mệnh chỉ bằng tĩnh hạ tâm xuống hưởng thụ cuộc sống, như thế cũng là phúc vận tự nhiên đến.
3. Sống ở trên đời tất cả cũng chỉ bởi chữ duyên, chữ tình, chữ tâm, chữ chân. Chạm vai nhau rồi bước qua đó là người qua đường, không rời không bỏ đó là người nhà, thường xuyên bên mình đó là bạn bè, sống chết bên mình đó là người thân, nhìn nhau mà hiểu đó là người yêu. Trong bất cứ mối quan hệ nào, cũng không cần phải dệt gấm thêu hoa, chỉ cần trong lạnh tặng lửa là đủ rồi. Gió nhẹ trời xanh thì một câu thăm hỏi, nhưng khi sóng gió thì an ủi động viên, gặp lúc cô đơn thì bờ vai vỗ nhẹ, cứ nhẹ nhàng bình dị vậy thôi, nhưng vô cùng ý nghĩa. Vâng, cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi và lắng nghe đến hết chia sẻ luận giải của Minh Đường Tử Vi. Mong rằng những dự báo trên giúp quý vị thật nhiều niềm vui và thành công trong cuộc sống. Minh Đường Tử Vi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.